Đảng viên Trương Thị Tám, nữ du kích Hoàng Ngân ở xã Đồng Kết, huyện Khoái Châu là người vinh dự nhiều lần được gặp Bác Hồ. Bà luôn được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương yêu mến và kính trọng. Bà Trương Thị Tám, nữ du kích Hoàng Ngân tham gia công tác cách mạng, gác cho cán bộ họp vào khoảng những năm 1949-1950. Sau đó, bà xung phong vào đội du kích của xã. Trong hơn 3 năm từ năm 1951 đến năm 1954, cùng đội du kích trực tiếp tổ chức, tham gia hơn 70 trận đánh bẻ gãy nhiều cuộc can quét của địch. Do có thành tích xuất sắc trong kháng chiến, bà 3 lần được chọn là nữ du kích đại diện cho lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân tham gia lễ duyệt binh tại Hà Nội trong các năm từ năm 1954 đến năm 1956. Song vinh dự lớn trong cuộc đời bà là 6 lần được gặp Bác Hồ. Sau những lần gặp ấy, bà Trương Thị Tám thấy mình càng phải phấn đấu nỗ lực rèn luyện để cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Mặc dù là phụ nữ, chồng hy sinh tại chiến trường Việt Nam, một mình nuôi 4 con nhỏ, nhưng bà vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ như chủ tịch bí thư đảng ủy xã Đông Kinh nhiều năm, rồi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Giang. Giờ đây, khi đã nghỉ hưu và hàng ngày sum vầy bên con cháu, bà sẵn sàng tham gia các phong trào hoạt động của địa phương, tích cực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tấm gương sáng của đảng viên 75 tuổi Đảng Trương Thị Tám luôn được mọi người kính trọng noi theo. Cho nên tất cả